Và bây giờ mình sẽ đến một phần rất là quan trọng của chương trình. Vâng. Đó là bộc phút. Bộc phút. Tật xấu của nhau. Bạn nào từ phía nhìn mặt luôn thì biết là có nhiều cái muốn nói đấy. Em đẩy phần trồ đọc cho em một chữ ý ra đấy. Bom có cái cách biểu lộ cảm xúc nó hơi dễ bị kích động. Tức là khi nào mà cái trong một cái cuộc tranh luận thì cái cảm xúc tiêu cực của Bom đến nó sẽ nhanh hơn bình thường. Đó, đấy là cái yếu tố số 1. Thứ 2. Cái thứ hai này thì em nghĩ là nó không hẳn là xấu, là do em cảm thấy không thích cái tình đấy thôi. Đấy là ưu tiên việc nghỉ ngơi trước việc dọn dẹp. À, ok. Đấy là với em thôi. Đó. Thế là Bom. Sang Bom nào. Em thấy tính xấu quá. Nói nhiều từ cái việc là một vấn đề mà Long nói bị dài. Bị dài quá nhiều khi em bị mệt khi mà nghe Long nói. Thứ hai giống ai đó. Giống ai đó. Giống anh chứ giống ai. Thì em nói đấy. Thứ hai là họ cũng tính này là vừa là tính tốt lại vừa là tính xấu, là cầu toàn quá. Từ việc công cuộc sống này đến sản phẩm đưa ra, kể cả sản phẩm mà TikTok bọn em làm đúng không? Rất là cầu toàn và rất là kỹ từng tí một. Mà chính mình nhiều khi như thế nên là bị chậm deadline. Nên là nhiều khi là hôm nay bọn em là phải up clip rồi, nhưng mà nó có một chi tiết bé thôi, có thể là người xem người ta không để ý đâu, nhưng mà ông phải rất là kỹ. Là không được, anh phải giải quyết cái yếu tố này, cái chi tiết này, nên là nó bị chậm. Nói chậm có thể là ngày hôm đấy không làm cái gì cả. Này, nhưng mà chị nghĩ là cần phải có cái tính đấy của nó. Vâng, thì mới có thể tạo nên được thành công như bây giờ, đúng không? Bây giờ mình có thể thả lỏng hơn được một chút. Đúng ạ. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần mà khán giả luôn luôn chờ mong, và đó là phần trách nhiệm trả lời những câu hỏi vô cùng khó trả lời. Tôi từng không thích người yêu cũ của đối phương. Wow, thế là người yêu cũ của cháu em là em không thích? Không, chỉ có anh tôi từng không thích. À, từng. Và một, đúng rồi. Anh thì anh chưa gặp bao giờ, không biết rồi. Em thì không phải là không thích hết, mà là chỉ có một số điểm thôi. Cũng cách đây mấy năm rồi, là lúc mà em chuẩn bị cưới, thì cái bạn người yêu cũ với bạn có nhắn tin cho cái Lăng. Email. Vâng, nhưng mà nhắn tin trước. Sau khi mà quay lại với nhau thì em không có cái thói quen là kiểm tra điện thoại hay là bất cứ một cái gì cả. Và cái việc mà bạn ấy có gửi email cho Long, là Long kể với em. Thì em mới biết, chứ em cũng không hề biết chuyện đấy xảy ra. Xong rồi bạn ấy có nhắn tin cho Long là kể về cái chuyện ngày xưa yêu nhau thế nào. Xong rồi luyến tiếc thế nào về cái chuyện quá khứ. Bởi vì ngày xưa bạn ấy với Long yêu nhau là bạn ấy du học. Và hai bạn Long và bạn ấy là chia tay theo kiểu là không ai nói với Long câu gì cả. Và dần dần bị xa cách nhau. Và tự nhiên là hiểu rằng là chia tay đối phương. Rồi. Đấy. Thì em nghĩ lúc mà em đọc cái mail đấy thì em nghĩ rằng là bạn ấy còn vương vấn và còn cái gì đấy là luyến tiếc về quá khứ ấy. Long thì Long không trả lời, vì Long nghĩ rằng là không muốn em lo nghĩ. Đó. Nhưng mà em nói với Long là thôi thì anh nên trả lời bạn ấy đi, vì ít nhiều gì mình cũng đã qua rồi. Mình lịch sự, mình trả lời để gỡ cái khúc mắc ở trong lòng bạn ra, và chính bản thân anh cũng thế, cho nhau cơ hội để thoải mái. Vì lỡ như sau này có gặp nhau trên đường còn chào nhau được, chứ bây giờ hai người còn khúc mắc thì làm sao mà chào nhau câu gì được. Xa thế. Vâng. Wow. Đấy là em nói thế thì Long mới mail lại. Mail lại thì cũng nói chuyện rất là thẳng thắn với nhau. Thì từ đấy không có chuyện là nhắn tin hay là mail hay gì cả. Wow. Câu này rất khô. Đúng rồi. Rất luôn. Đúng rồi. Ok, câu hỏi thứ hai này. Tôi là người có máu lăng nhăng hơn. Thôi, phút này bóc rồi. Cũng rõ ràng. Câu thứ ba. Tôi từng bực đến mức mà muốn đánh đối phương. Có. Bởi vì với phía em thấy có thể hiểu được. Bởi vì ông này thì rất là lệ. Đúng rồi. Rất là lệ, ngay lệ từ đúng. Ngày đầu tiên gặp nhau rồi đã muốn đánh đúng chết đánh rồi. Rồi đúng không? Còn với em thì sao? Không, phía em thì tại vì kiểu Bom là dễ bị tiêu cực ấy, dễ cáu. Nên là ví dụ như kiểu khi mà đã cãi nhau ọt của tỏi rồi thì không nói. Thì cái lúc ấy có thể là với em là dễ giải quyết. Nhưng mà cái thời điểm mà mới bùng phát ấy, mà chưa gì đã cáu bùng lên là em tự cực kỳ luôn. Thế em mới cảm thấy rằng là kiểu nó chẳng có một cái việc gì nó lại phải đến cái mức như thế cả. Mà cũng may là bây giờ thì ít rồi, không đến mức như thế nữa. Tôi thấy đối phương không còn phong độ trong chuyện ấy như trước nữa.
À không, không, mình nhầm. Và tức là Vân Dư Vân Đợ. Thực ra là mới cưới về ủ áo đã yêu nhau. Đang càng ngày càng đi lên. Được, bởi vì càng ngày càng hiểu nhau đúng không? Càng ngày càng thử cái kỹ năng mới đúng không? Đúng rồi, anh chuẩn. Chị rất là muốn biết bí quyết gì hai bạn đã quen nhau được 8 năm rồi, yêu được 6 năm rồi, đúng không? Thế bí quyết gì để giữ được ngọn lửa lâu dài như vậy? Về cưới nhau ấy thì bọn em nói chuyện với nhau, cái thỏa thuận cái việc cãi nhau là em chia sẻ với chị. Cái thứ hai là bọn em có thỏa thuận thêm với nhau đấy là dù trong bất cứ trường hợp nào, cãi nhau hay giận nhau đến thế nào, không bao giờ được ngủ riêng. Tiếp theo ấy là bọn em luôn nói chuyện với nhau ấy là và cái thói quen của em là luôn nói lời yêu này, cảm ơn và xin lỗi. Vì em thì em không bao giờ có suy nghĩ là em là phụ nữ em phải đúng. Em không bao giờ như thế. Em sai là em sẽ luôn xin lỗi. Thấy bạn ấy làm tốt cho em thì em vẫn cảm ơn. Nói yêu nhau thì bọn em nói yêu nhau mỗi ngày rồi. Sáng em tối nói. Và đấy là cái thói quen chứ không phải là cố gắng. Long thì ví dụ như là em nấu ăn cho Long và ngày nào em nấu. Nhưng mà Long lúc nào cũng cảm ơn vợ vì nấu ăn cho anh. Đó, đấy là tình cảm lúc nào cũng như lúc mới yêu ấy. Đáng yêu quá. Thực ra những bí quyết rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hữu ích. Chính xác. Cho bất cứ cặp đôi nào. Bây giờ hai người đang ở đây. Vâng. CD đang muốn hai người dành 2 phút và nói những lời chân thật với nhau. Thì em cũng chỉ muốn nói là em cảm ơn chồng vì luôn ở cạnh em, làm cho em tốt hơn, làm cho em luôn cảm thấy là đỡ tiêu cực hơn. cảm thấy mình cao cả. Hơi xúc động đi. Ôi em cảm thấy. Tôi chào nước mắt rồi. Ngày xưa ấy, lúc mà anh chia sẻ cả anh chị đúng không? Là anh thích 30 tuổi mới phải có nhà lầu xe hơi với vợ đúng không? Thì bởi vì lúc đấy anh nghĩ là đấy là cái mục tiêu của hạnh phúc, là phải có những cái thứ đấy, cưới vợ thì nó mới vui. Nhưng mà sau này thì anh thấy là mình không nhất thiết phải có những cái đấy thì mình mới vui được. Cái việc mà nhà, cửa, xe hơi nó giống như kiểu là bây giờ ai đối chung mình mới bắt đầu có những bước đi đầu tiên trong cái việc là sự nghiệp đúng không, kiếm cái mức thu nhập tốt hơn. Thì anh cũng luôn luôn nghĩ rằng là ấy, cái việc mà mình kiếm thu nhập có nhiều hơn hay ít hơn như nào ấy thì cái việc ấy nó chỉ làm cho cuộc sống của mình càng vui lên thôi, chứ nó không giúp cho mình đạt được cái mục tiêu cuối cùng hạnh phúc. Là anh cảm thấy rất là vui rồi, bởi vì là có vợ, có hạnh phúc hàng ngày, có ăn uống với nhau, đi xem phim với nhau, vui vẻ với nhau. Thì đấy là cái món quà mà kiểu hàng trăm triệu người ngoài kia người ta giàu có và người ta còn không có. Mình đã có rồi nên là anh cảm thấy quá là sung sướng luôn. Cũng không có gì phải đâu là đấy. Em cảm giác như kiểu mình được nhắc nhở rằng là cái mục tiêu hạnh phúc đôi khi mình hơi bị gọi là lệch sóng một tí, mình hơi bị lan man và mình đặt trọng tâm nhầm chỗ. Thì cảm ơn Long và Bom đã nhắc lại cho anh chị. Nó rất là vô giá, nó rất là vô giá. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị. Và chúng mình sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng, chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản của bản thân mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chương trình, chào anh chị, em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83, em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà và em ở hiện tại ở Thạch Thất Hà Nội ạ. À, Thạch Cát Hà Nội rồi. Vâng ạ. Ok, chị Hằng có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? Điểm mạnh của em thì em có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con và lại em hay dỗi, vì lại tính em kiểu hay khóc ạ. Ờ, tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này mình nhé. Ví dụ như thế là đối diện với người khác giới mà người ta nói một cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủi thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính trẻ con.
À, máy tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? À, nói chung là em kết hôn năm 2007 thì em sinh năm 83 nhưng em này kết hôn với chồng em là năm 87 thôi. Thì chồng em ít hơn em 4 tuổi. Thì đến năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu. Đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ hai. Thì đến 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất. Mất năm nay là 8 năm. Với lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không, tại vì em hay tìm thôi thì em cứ liều em tham gia thôi, còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu, nó trưởng thành, với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1 và cháu nhỏ mới được 17 18 tháng ấy. Cho nên là em cũng thực sự là em chưa chưa nghĩ là để em lo cho bản hạnh phúc của bản thân mình, nhưng mà khi em tha có hay xem chương trình em thấy hay quá, thế là em cứ theo dõi thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc cái gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội, thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở mà mình bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các cháu còn học thì em sợ không sắp xếp được để có người Dạ giúp đỡ. vâng, có gì là lần sau chị tìm hiểu kỹ về theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé, tại vì chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Dạ vâng, đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé, để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. À vậy à, tận ở chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có hả anh? Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành các, tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội ấy, là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. À thế thì nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch thì sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Dạ. À thế à? Dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa? Hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu thì như thế nó vẫn không không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ. Vâng Mà bọn thì em cũng không muốn làm như thế, dạ. Chứ không cũng không vâng muốn là người chơi tham gia liều tham gia này kia. nếu như thể mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm mà có thể chia sẻ cùng với em được thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chọn, chứ em không phải là bây giờ em vẫn cố là em không có ý định đấy. Dạ vâng, thôi bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình nhé. Dạ em muốn không cần quá giỏi quá tài nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành và người ta người lớn một chút. Cùng chăm lo con được với em thì những cái tiêu chí khác thì em không cần là phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả, ít nhất là cũng phải lo được, nghĩa là cũng lo được cho ba mẹ con em có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi. Là làm lo kinh tế cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt đúng không ạ? Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí. Có độ tuổi từ 50 trở về.
Bởi vì em 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có người người và có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị? Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ. Chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể gánh vác được gia đình như người khác, người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ, vì trước kia chồng em ăn chơi cho nên là em sợ. Thì đấy là lý do mà từ ngày đến giờ em không dám nghĩ đến điều ai và lấy ai. Rồi, ok, em cảm ơn chị Hằng nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen. Nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào ghi hình của chị nhá. Dạ, vâng ạ. Đó là điều em cảm ơn chị nhiều ạ.